có đi tập. Mẹ nói đi lên hát là em hát được, đi chơi thôi. Nó triệu gì? Triệu ni chứ. Nó triệu ni từ nước ngoài về chỉ vậy thôi đó. Rồi cục này cũng không ghim vô được luôn mà sao trời. Ni nói ai nói gì? Nói tiếng Anh hả? Loan nói tiếng Anh à? Loan nói tiếng Anh vậy được rồi. Trời nãy giờ em nói tiếng Anh giùm đi mua đồ quá trời đó mọi người thấy không? Nói một tiếng ta hiểu liền. Sell. Dạ. Dạ con. Dạ rồi. Thương lắm. Đây, trả em đi chị, em thèm chị nữa. Em đi. Trời ơi, quay cái máy. Điện thoại con nè. Anh Sang, anh có đem cái cọng dây không cho em? Cái... Không, chuyển qua là chuyện hồi chị đâu bấm quên nữa mà. Cái chị mẹ mối quen, chị bấm gì rằng vậy? Bài gì đâu con nói đi. Mua bong bóng. Rồi buông bóng rồi ai cổ thì con này nè là con cá đầu á. Thôi bài tuổi phận đời tuổi phận đời con. Cái gì? Từ lắm rồi con chỉ trong danh sách này giống bóng thử thôi, bóng thử con ra. Con chỉ mà cái gì được. Cái này giống cái nền nhạc của em nè. Ai bóng được hả? Không, cái này là chỉ bóng hát luôn. Chỉ cái này cũng chỉ rồi bóng riêng. Em còn 6-7 gì đâu nhớ nữa. Đúng. Xíu chị nói em cho chị mình cái đó. Có cái đó. Có cái này không chịu mà. Rồi bây giờ là hãy tắt nha. Dạ là anh. Ok. Dạ đi đâu. Dạ em nghe đâu. Tối nay có hát với Ba Luân không? Có nha em. Chương trình là hôm nay là hát với anh hai với chị Ly. Mọi người hỏi tối nay có hát với anh hai với có hát với anh hai rồi sau là sau này qua chỗ khác thì sẽ hát thêm với chị ba xong rồi tới Benny mà tối nay là anh hai với chị Ly trước nha mọi người. Tên lên đọc anh hai sáng bài ghi âm nhớ được rồi. Trời tao đang like mà nói nhớ gì ta đang like ai đang like đang like ghi âm nhớ đời. Trời Ni hát nữa hả? Dạ đúng rồi. Không có Ni đâu có hát đâu trời. Không. Đừng có xàm quá. Không. Em sẽ chịu hồi chị lên. Chị không có trốn được với em đâu. Chào tin ba miền. Có Ni sẽ hát bài là đại diện phát ngôn không được khóc. Mẹ Hằng là ai vậy? Hả? Ni sẽ hát bài đại diện phát ngôn không được khóc. Rồi anh hai sáng bài cứ dâm nhớ rồi. Muốn làm thích nữ cam chịu. Thích nữ cam chịu. Tôi bắt đầu cam chịu nữa. Em trả mẹ Mỹ lại 6-700. Mẹ Hằng là... À cô Thanh Hằng á hả? Ờ cô Thanh Hằng đâu sao nhận hết anh. Chắc chút xíu tới. Mày poster có mà. Đây giờ là tập giỡn nha mọi người. Em quay xíu thôi cho mọi người xem rồi em xuống ngang để
cái nhạc này ai làm cái bài gì? Dũng. Ồ lắm. Mở lại cái bài số 2 coi. Rồi cao đi không em, đi cao đi không em. Dạ, em cảm ơn chị Thấm Trịnh, sẽ cố gắng nha. Mọi người chia sẻ thêm nha mọi người ơi. Giữ giọng ok, đang giữ giọng là Trang Bùi ơi. Không, bây giờ là phải dợt rồi chứ không giữ được nha. Bây giờ là qua đi dợt rồi mọi người. Dạ, em cảm ơn chị Trúc Ly. Đi qua đây uống nước ấm không, không dám uống nước lạnh. Em chào chị Trang nha. Ôi. Hôm nay là trời hơi lạnh, sáng giờ mưa quá trời, trời đá trời lạnh mà mưa nó chì nồng. Phải đi ngoài đường, đi chỗ xuất binh đó. Mưa lất phất nha, gió nha, quéo nha. Ngày 31 được nghỉ sơ một chút xíu. Ngày 1 tây là đi làm gì ta? Ngày 1 và 1 tây đi làm gì cả quý một ngày. Chán không rõ nha. Chán rõ mà mất Mỹ còn làm cái gì chứ chưa xong. Đây. Cái gì trời? Nini. Nini sao? Sao? Qua đây kiếm Nini chứ sao? Bà để qua này đi. Ừ.